Cô, cô bình tĩnh đi. Tôi không phải kẻ biến vậy thái mà không đâu. không biến thái hả? Anh làm trò gì trong nhà vệ sinh nữ vậy? Đừng có lại gần nha. Anh mà lại gần là tôi la lên đó. Đây là nhà vệ sinh nam mà. Anh đang nói lung tung cái gì? <laughs> Dù sao thì tôi cũng xin lỗi cô Hay, Thằng nhóc chạy thoát mất rồi Sao mình lại ở đây chứ Trời ơi trời giật mình à Dạ xin lỗi cô nhiều nha ừ. Trời ơi muốn rớt tim luôn Hoàng ưng bên tỉnh táo lại đi Đủ ngốc Ngốc thiệt mà Anh Minh Hô <laughs> Phim được chiếu trích minh tại tvhay.org Chà, em càng ngày càng xinh đẹp lên á Giờ nếu đi thi hoa hậu Hàn Quốc Có khi anh lại được giải chân thiện mỹ ừ, Em cũng đang thấy chán ngay với vẻ đẹp của mình đây nè ừ, Chán cái gì chứ Ngày nào em cũng mới mẻ hết mà <cười> 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 Về nha, chị giả rồi. Quay lại hết rồi kìa. Các nhân viên đang ra đó. Anh ôm em chặt một chút cho bọn họ ghen tị đi. Nếu cần thì hôn em cũng được. <cười> Sao? <cười> dạ mời nhóm trưởng lên xe trước nè. <laughs> Anh mở cửa xe đi. Ngồi một chút. Rồi. Mời em lên. <laughs> Làm người khác nổi hết như gà luôn. Ý, thiệt nhiên. Thấy ghen tị thì hẹn hò đi Bộ làm nhóm trưởng rồi là không có ai ra gì hay sao Lúc ở phim trường với quảng cáo cũng quá đáng như vậy Trời ơi. Số mình sao không biết Phải làm cấp dưới với bạn học đúng là không gì áp lực bằng Mình còn đang thất nghiệp đây nè <laughs> Cô gái thất nghiệp xinh xắn Tranh Trăng à. Nè, Tới máy móc dùng lâu cũng phải đi bảo trì. Hơ, rồi còn phải thay dầu mới cho nó. Cậu đó. Thời gian qua đã quá dứt giả rồi. Nhưng cơ hội này cậu nên nghĩ xả hơi nạp đầy năng lượng đi rồi tìm việc khác là được. Vừa làm thêm về thực tập cũng được nữa. À, hội thảo truyện tranh sao rồi? Cậu định từ bỏ thiệt luôn hả? Cậu nói đây là lần cuối cùng mà. Khó mà làm được điều đó lắm. Mẹ của mình biết mình thất nghiệp thế nào cũng càm ràm cho mà coi. Giờ cơm bên lại còn được như vậy nữa à, Đúng là biết chọn thời điểm thiệt luôn á Giờ cơm bên thì được thăng chức Còn cậu chỉ thất nghiệp Những lúc như vậy á, mà có người yêu Thì chắc cũng lấy chồng rồi Nhưng mà tiếc là không có Các nhà thiết kế sẽ tham gia vào Sưu trình diễn phong cách cổ điển ở ballet hết sao 90% Khi nghe nói chỗ của mình là trung tâm thương mại nghệ thuật Thì ai nấy đều sáng mắt hết <laughs> Mấy người đó chỉ cần thấy nghệ thuật là thích thôi Nhưng mà để nhận được sự đồng ý của họ Thì cũng phải qua tranh đấu dữ lắm đó. Giống như em với lại anh bên vậy Kết hôn xong thì em sẽ không gặp anh bên nữa đâu Anh nhớ phải giúp em đó Em lại bắt đầu con nít nữa rồi <laughs> Hai người bộ có chuyện gì hả Dù có chuyện hay không thì em với con bé lúc nào cũng gây nhau Từ lúc còn ở trong bụng mẹ luôn rồi à, Có vấn đề gì vậy Hoan anh bên là vấn đề đó Nếu như nó không gây sự thì đâu có vấn đề gì Nếu em ấy có người yêu thì có tốt hơn không Để anh giới thiệu cho hả? Anh quen ai sao Hậu bối cùng trường của anh cũng nhiều mà à, Thôi bỏ đi em không muốn dính đi với nó cả chuyện kết hôn luôn đâu anh thấy như vậy cũng vui hơn nhiều mà bốn người sẽ đi chơi cùng với nhau rồi cùng nhau chăm sóc con cái nữa ôi em không thích ghê chết đi được nghĩ thôi lại đã thấy sợ lắm rồi ủa đi thôi anh ừ ai à, chút nữa là tóm được nó rồi thế kia có làm thêm buổi tối nữa sao cho đó là ở đâu vậy ờ à, anh gửi em địa chỉ đi rồi cho mấy đứa nữa tới đó giùm em dạ <laughs> ăn cơm chưa mà đã làm rồi tám giờ quán mới bắt đầu mở cửa anh uh, đi ra ngoài cho Ôi, chà thiệt tình Ôi, Bỏ <laughs> <em> ra <laughs> Bỏ ra Trời ơi Nè 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 đừng mà đừng Bỏ ra Chuyện gì vậy mấy tên bỏ kia đi. Anh là ai đây Anh đang làm gì ở nơi làm việc của người khác vậy hả Cậu ta là trẻ vị thành niên Theo điều 58 trong luật bảo vệ trẻ vị thành niên Nếu như tuyển đối tượng đó làm trong các quán rượu Có thể bị phạt tù tối đa là 3 năm Hoặc phạt tiền lên tới 3 triệu gold Trời ơi con trai Không có con trai <laughs> dạ. quý ở nhà thật sự rất là trống trải Trời ơi để mẹ nhìn mặt con trai chút coi Mệt lắm có đúng không con Con không sao đâu mà mẹ Ôi trời lên trước giám đốc rồi mà vẫn ăn nói vậy sao Dạ chào ba con mới về Ôi, Trời ơi chứ gì mà đã càm ràm rồi Thằng bé đi máy bay lâu cũng đủ mệt rồi Mà còn la nó nữa Thiệt tình bộ nó phải giác hành lý đi bộ hay sao Máy bay chở hết rồi thì mệt mỏi cái gì Bác ơi con cũng tới đây nè à, chào con <laughs> Được rồi con đã nghĩ được ý tưởng kiếm tiền nào chưa ít nhất cũng giữ thi diện cho bài trước bàn giám đốc chứ. Dạ. Con nghĩ là bản hợp đồng sẽ tốt đẹp thôi ba. Vậy hả? <laughs> Thằng bé mới giữ chức chưa được bao lâu mà ý tưởng kiếm tiền đâu phải dễ dàng tìm được đâu. Dù thời cơ tới nhưng cũng phải cần có may mắn Mày chứ. May mắn gì chứ tất cả đều phải dựa trên thực lực, thiệt tình. À? Bật kệ đi con. Bao thay đồ, rửa mặt rồi đi ăn cơm tối ha. Dạ. Bác ơi. Ờ. <laughs> anh Minh Hồ có dễ dàng được rất nhiều hợp đồng đó bác Do tính anh ấy hay cẩn thận nên chưa nói với bác mà thôi Sao? Thiệt hả? Sau này á anh ấy sẽ làm tốt hơn nữa bác đừng có lo Con sẽ làm hậu phương thực dẫn chắc thôi bác <laughs> Được rồi Ôi <laughs> trời ơi Coi con bé kìa <laughs> Anh làm cái gì mà hoảng sợ quá vậy <laughs> sắp thành chú rể rồi mà thân dưới thì yếu mà còn lại thêm nhát gan nữa ừ. em dám nói vậy hả mất quà luôn nha nếu không có quà thì tiền thiếu giặt <laughs> tiền thiếu giặt thì để đó chị sẽ cho em thay anh chị mới được tăng lương thì cũng nên chia sẻ với em một chút chứ <laughs> cảm ơn chị nhiều nha <laughs> tránh ra coi anh là người có chủ rồi chị đó nha chị hồ cũng nên hẹn hò thôi Đừng có làm vậy với anh Minh Hô nữa nghe chưa ừ, Em không lấy chồng đâu Em sẽ bám lấy anh Minh Hô cả đời này luôn Phỏng vấn hả Dạ đương nhiên là được rồi Ngày mai mấy giờ tôi có mặt ở đó Dạ tôi biết chỗ đó rồi Dạ hẹn gặp anh ngày mai nha Chỉ cần một nơi nhận là tốt rồi Nè vào lên đi Em không thể vậy Tả ra, nhanh lên nè, à, ở ra đi Nè, nè, giúp tôi vơi, giúp tôi với. Giúp mấy cậu làm gì vậy À, không có chuyện gì đâu cô Ủa à, à, Lại gặp, á, đừng... gặp cô nữa Dạ, à, chào anh Chị ơi, em bị họ bắt cóc đó Làm ơn giúp bắt em Bắt cóc hả Làm gì nữa, đi lên xe đi, nhanh à, lên Chị ơi, chị ơi, cứu em đi họ sẽ đánh em chết chị ơi Cứu em Cái thằng quý này Trời, trời chỉ ch chờ một chút đã. Ừ. chú cảnh sát ở bên này nè. Bên này. Nè. Kim Thạch Khi. <laughs> Hơi thiệt tình à. để họ bắt được là xong luôn đó. Nè. mình có nên đi báo cảnh sát không ta? Anh ta trông giống như là kẻ bắt cóc lắm Cũng đúng, mấy tên tội phạm thường rất là đẹp trai <laughs> ai cứu tôi với Tôi không phải tội phạm bắt cóc đâu Không phải như vậy đâu mà Thôi nè Cô làm ơn tin người khác một chút đi Cô có bị sao đâu Anh mà dám tới gần thêm bước nữa Là tôi sẽ la lên đó Đáng lẽ này nên để anh thay kỳ học điện kinh thì hơn Nhanh kinh khủng khiếp luôn Huấn ừ, ừ. luyện viên hả Mấy đứa giấc giả rồi. Mau về phòng tập nghỉ ngơi đi. À, dạ. 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 Các cậu chờ chút. Anh ta có đúng là huấn luyện viên không? Đúng ừ. ạ. Ừ. ừ Nếu như anh là huấn luyện viên thì anh phải nói sớm chứ. Tôi thành thật xin lỗi nha cô vậy ơi đứng lại đó giùm <laughs> sao anh sao lại xen vào chuyện của người khác chứ cũng vì cô mà tôi lại mất dấu cậu ta lần nữa rồi đó à, là gì tôi cứ nghĩ là một vụ bắt cóc cậu nhóc đó cứ cầu xin tôi giúp đỡ mà cho nên tôi mới giúp sao cô chỉ tin một phía rồi nghi ngờ người khác trong khi còn chưa biết rõ sự tình cũng vì vậy tôi mới xin lỗi anh đó mà nè khi nhìn thấy biết bao nhiêu con người bắt một người như vậy á thì đương nhiên là tôi phải nghi ngờ rồi không những vậy, cậu nhóc đó còn cầu cứu tôi bằng một ánh mắt rất là thảm nữa Làm sao tôi có thể không làm gì được chứ Dù có như vậy, thì cô cũng nên nghe giải thích trước đã chứ Nè anh à, tôi có tội gì khi giúp một người đang cầu cứu chứ Tôi không biết là cậu nhóc đó đã làm chuyện gì sai Nhưng mà nếu như anh muốn giải thích đó, thì đi tìm cậu nhóc đó giải thích đi Chuyện này nữa, nhờ anh chuyển lời tới cậu nhóc đó Tại sao lại nói dối như vậy để một người dân hiền lành làm chuyện tốt như tôi phải đứng đây nghe trách móc chứ. Nếu cô cảm thấy quan ức thì tự đi tìm cậu ta mà nói đi. Anh đang nổi nóng với tôi đó hả? Dù hiểu lầm hay là gì, thì tôi cũng thành thật xin lỗi cô. Tôi với cô hôm nay đúng là có một cái rất đáng ghi nhớ luôn. Gặp tới tận hai lần. <cười> <cười> anh ta đang xin lỗi mình đó hả trời? Bắt mình tự đi hỏi hả? À? Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi tự đi hỏi chứ? Hết nói nổi luôn mà. huấn luyện Duyên, em nghĩ là mình nên từ bỏ anh Thê kỳ đi cũng không còn bao lâu nữa là tới kỳ thi đấu rồi sao giọng tự nhiên không có chút khí phách nào hết vậy màu đứng dậy! hê đã chân câu chuẩn bị hê hey. đã chân câu một hê hey. Chuyến du lịch truyện tranh châu Âu cùng với Jenny Brown à, Muốn được đi quá à Đây là lần cuối cùng rồi Hay là mượn tiền đi ta Con đã nói chuyện đó với em gái chưa À con định khi nào về tới nhà rồi mới nói thưa ừ. bác Chuyện gì À bác có nói là muốn viết một cuốn tự truyện Nên đã nhờ em nói anh bơ đứng ra viết thay bác có nghe nói trong số các tác giả giết thay ân bên là người ừ, nổi tiếng nhất thật đó thật vậy hả vậy tốt rồi em ấy còn có năng khiếu đó nữa sao ừ à, bác ơi để đất con gọt cho thôi để khi nào con về làm dâu đã à, lúc đó thì đương nhiên phải làm rồi bác chỉ dạy cho con từng chút một nha bác sau này dù không muốn cũng phải làm hết cho nên bây giờ con không cần phải dội còn nhớ nói với con bé bác sẽ trả những bút thật hậu hĩnh ừ. dạ con biết rồi mọi <laughs> người coi thật sự chưa ba với mẹ nhớ phải cẩn thận đó bây giờ có chút tiền mà lộng quyền sẽ bị chỉ trích ngay mẹ của con không phải là loại người như vậy đâu Nếu có thể làm vậy thì ba cũng làm rồi đâu cần họ phải nói người ta cho rằng người không có tiền lúc nào cũng đáng thương còn người có tiền thì lúc nào cũng không ra gì hết đó là định kiến cổ hủ thiệt tình không biết tới bao giờ những người giàu mới được tôn trọng đây thiệt là dạo gần đây các học sinh tiểu học đều viết mong muốn của mình là thành người giàu có thật sao vậy là hàn quốc vẫn còn hy vọng rồi ha <laughs> rồi khi lớn à, đúng lên không? chúng ta sẽ biến thành những người chỉ biết tới tiền thôi đó ba lấy quyền gì mà họ dám bắt người khác phải quỳ gối ngay trước mặt mình chứ không phải ba mẹ mình không phải thầy trò anh chị không thấy vậy sao <laughs> em nói thì lúc nào cũng đúng hết ôi trời ơi nói chuyện gia đình <laughs> thôi mà có cần phải phức tạp và nghiêm trọng tới như vậy hay không tiểu thư chi hô nhà mình đúng là rất đặc biệt đó đúng là một xã hội dơ bẩn khi chỉ biết tới tiền thôi coi kìa coi kìa coi kìa <cười> <cười> lao xong ở đây thì lao luôn phòng của cầm bên đi chị ấy không có tay chân hay sao mà không tự dọn phòng của mình được chứ Chị con đang bận chuẩn bị cho đám cưới Con không giúp chị được chút việc nhỏ sao Giờ thăng chức nữa nên bận tối mắt tối mũi Con cũng lên làm nhóm trưởng thì mẹ Sẽ không để con động tới việc nhà dù chỉ một ngón tay Nếu con không phải động một ngón tay thì ai sẽ làm đi Sao công thì con không có tin tức gì hết vậy Khi nào mới được lên làm trợ lý Trả lương đã ít rồi thì nên thăng chức cho người ta mới đúng Không có lương tâm gì hết Việc kinh doanh dạo gần đây đang khó khăn mà đâu thể so sánh với chị cơm bên được chứ rõ ràng là chị ấy có chồng chống lưng gọn gì đó cũng là một loại năng lực <laughs> mẹ nên dạy chị ấy làm chút chuyện nhà đi sao mẹ có thể gả chị ấy vô nhà người ta trong khi chị ấy không biết làm chuyện nhà gì hết cho dù xui gia có là bạn của mẹ Như vậy cũng rất là quá đáng về đó. nhà chồng rồi thì sẽ tự biết làm thôi mà ai nói với con là mẹ không dạy nó chứ mẹ đang cho nó đi học nấu ăn đó thôi không biết là tới đó học hay là tới đó để ăn nữa có khi nào con thấy chị ấy vô bếp nấu ăn đâu Chắc mình phải chụp lại cái cảnh tượng này rồi gửi cho công ty bên kia quá Nếu không bên đó lại nói là nhà mình lừa dối họ Ôi trời thiệt tình Hết nói nổi mà Mẹ ơi <laughs> mẹ ơi quà của anh minh hô nè mẹ cái này của mẹ còn cái này của ba trời đất ơi thằng bé vừa hiền còn lễ phép nữa mình ơi ra đây coi nè mình tiếng công ta không vấn đề gì dạ, chứ con rất thuận lợi à. đây là quà của con rể ông đó trời ơi sao phải tốn tiền vậy làm gì trời đất ơi ông coi nè Wow, nhìn cao cấp quá đi à ha, cái khăn lụa này nè trời ơi ta vừa chạm vô cái là thấy vừa mềm vừa mịn hết ơi để thử coi sao ôi oh, chờ chút à, anh nè thấy sao mình ơi ừ, mình ơi, ơi đẹp quá nhìn đẹp quá mẹ ơi ra nhà wow. quá à. <cười> <cười> em đã chụp hình phòng chị gửi cho anh dễ rồi đó nó dơ không thể nào tưởng tượng nổi Nó cần nhằn nữa được không cầm lấy em thì có điểm gì mà xinh đẹp <laughs> chuyển lời cảm ơn tới anh rể giùm em nha à Chắc dạo này em bận hả? Công ty đang chuẩn bị cho buổi triển lãm mà. Ừ, thì sao? Nếu bận thì thôi vậy. <laughs> Ôi, đẹp quá. À, trời, cái này chắc là mắc lắm, nhận vậy được không ạ? Trời mà? ơi, có con rể giàu có thì cũng nên tận hưởng chút đi chứ. À, à, con gái rồi, của con sao? Hình như là căn hoàng của mẹ. Ừ, con nhất định phải gọi điện cảm ơn anh rể nghe chưa? ơi, <laughs> cái tình xấu xa đáng ghét Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai chứ Sao có thể đối xử với tôi như vậy Mấy bà cô già xấu tính như vậy Còn có người tôi rước đi Sao chỉ có mỗi mình tôi thôi Không có một cuộc gọi nhở Dù muốn chia tay cũng nên có chút lễ nghĩa Đúng không cháu trai Ôi trời, à, ờ, dạ, cô nói đúng, đúng Ơi, sao lại uống rượu một mình vậy chứ? hả uống chút thì có làm sao đâu giờ chị đang coi thường em sao chị đang lên mặt vì đưa bà cô em chồng về nhà đúng không ai nói coi thường cô bao giờ đâu ôi được tôi rồi đi. chị nghe đây không phải em đang sống dựa dẫm vào chị đâu nói chị nghe em sống ở trong căn nhà này vì em là con gái ba mẹ và còn là em của anh trai em nữa Uống sai rồi thì mau ngủ đi Đâu ra thối xấu đó Chính vì là chị nên mới nhượng bộ sống cùng với cô như vậy đó Anh đừng có coi thường em được không Cho dù tất cả mọi người trên đời này Coi thường chơi xuống vô Thì anh cũng không được coi thường em Chứ không thể gì Trời ơi thiệt tình Ê, Nắm miệng lại Rồi đi ngủ ngay đi Giờ này mà mẹ vẫn chưa ngủ sao người mẹ đáng thương của con người đáng thương nhất trên đời con nói ai là người đáng thương nhất trên đời ừ con dạ. mới là người đáng thương đó con ơi nhẹ nhẹ thiệt tình mẹ con là người đáng thương nhất ừ. ôi trời ơi uống nhiều ôi quá thiệt tình. rồi cứ như ừ. vậy hỏi sao mà không ế cho con được con không biết chứ. đó Mà kể đi ôi trời ừ. ơi ôi. Ừ, à. coi con kìa con cũng nên lấy chồng à. rồi đó rồi sao nó làm thích gì lấy thì chồng tới vậy thì mẹ lấy đi Ê... ôi trời ơi nói cái gì vậy chứ thiệt là à. bà ơi bà đi ngủ đi lần sau á con á, cứ ném cái đống này đi đi tự nhiên cổng về đây làm gì để ồn ào quá dạ con biết rồi à, à, cười cái gì mà cười hay là con muốn bà đuổi luôn con ra ngoài luôn hả dạ chị ơi <laughs> anh ơi <laughs> có có chuyện gì vậy hả sao vậy <laughs> có chuyện như vậy cô <laughs> anh ơi mẹ đi đâu mất tiền à? rồi <laughs> Ở, trời đất cô đã tìm kỹ hết chưa em tìm kỹ rồi nhưng mà không thấy rốt cuộc thì mẹ đi đâu được chứ hay là bà tới nhà xui xin chê rồi hãy để bà tới đó coi chìa khóa đâu đây nè, nè chờ anh một chút không được em à, cũng không đi. cần cô cứ ở nhà đi để hai anh em nói đi à, coi à. sao để tôi tìm một chồng qua đây coi sao bà lấy dùng tôi cái áo khoác đi ờ dạ dạ chờ tôi một chút anh ơi mẹ sẽ không sao đúng không nếu như mẹ mà có chuyện gì thì em không sống nổi đâu <laughs> ba của su trang ơi ba của su trang tôi tới rồi nè ơi cái ba tiếng gì su vậy trang không biết à. nữa ừ. mở cửa mình đi đi tôi tới ừ. rồi nè hình như là có ai ba đang ba gọi cửa trang nhà à. mình thì phải à, là Mở tiếng cửa, gió đi. Đập cửa thôi mà ngủ đi Ê, là tôi đây mở cửa ra đi ba cô su trang à tôi tới rồi nè ơi trời ơi ba của su trang à ba của su trang à ơi thiệt tình hay hay là hay là giờ này Ông ấy vẫn chưa về nữa. Ờ. À. 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 Bà ơi, bà ơi Bà ơi, bà, 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 bà có à. sao không vậy? À. Ai vậy? Hả? Là ai? ơi, con là Han Chu đây Con là đông Chu đây bà Em mau gọi dạy báo cho bà biết đi Ờ à. à. Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? Ờ à, Tôi đang ngồi Chờ ba của Xu Trang nhà tôi. Cậu có biết ba Xu Trang nhà tôi không? Dạ, con có biết. <laughs> Ông ấy chỉ cần đi tới kia thôi là tôi có thể nhận ra liền. Ba của Xu Trang nhà tôi. Ông ấy rất cao lớn và còn là một người vô cùng tốt bụng nữa. Bà ơi bà, con là Hanh Chu đi, Là trưởng tôn Hanh Chu của bà đây. Anh, đưa bà lên xe ngồi trước đi cẩn thận bà bị cảm nữa. Bời mình về nhà thôi nha. Ơi, không được, nhà tôi ở đây mà cậu ngôi nhà này á là từ thời ông bà tổ tiên sống để lại cho chúng tôi đó. Có biết hay không? Ơ ờ, trời ơi cậu ơi, cậu giúp tôi gọi cửa đi có được không vậy? Bời, ơi, ngoài trời lạnh lắm, mình vô xe ngồi chờ có được không? Sau đó, con sẽ nói ba xui Chanh nhanh chóng về nhà với bà. À, có thật như vậy không? Dạ. Ờ. <laughs> được rồi. À. <Yeah. cười> uh. <laughs> Nè bên này Qua đây ừ. coi chừng Mẹ ơi Từ 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 Làm sao đây Mẹ ra ngoài khi nào không biết nữa Con xin lỗi Con là đứa con không ra gì Lúc nãy bà đã nói gì Bà nói là ông đã hẹn gặp bà ở nhà Nên bà phải ngồi chờ ông về Người mẹ đáng thương của con phải làm sao đây đã một thời gian không sao rồi mà đúng là đám người xấu xa người lớn tìm tới thì ít nhất cũng nên giữ lễ nghĩa mở cửa sao có thể để một bà lão không minh mẫn đứng chờ ngoài trời lạnh như vậy đúng là không thể nào thân thiết được mà có đúng vậy không anh hình như là nhà bên đó cũng không biết gì đó cô không biết cái gì chứ đáng lẽ nên đập nát cái nhà đó luôn đi anh nè phiên tòa này chúng ta nhất định phải thắng nhất định phải lấy lại xu sơn che để mẹ có thể ra đi thanh thản đông chu cô không biết ở công ty con giỏi giang như thế nào nhưng mà nhất định phải thắng vụ này biết chưa tiền không phải là tất cả đâu sao cô lại nói vậy với đông chu mọi người mau về phòng ngủ đi do em thấy đau lòng quá nên nói vậy thôi vì mẹ chúng ta quá đáng thương mà mấy con người xấu xa À, đêm qua tôi không ngủ được chút nào hết lẽ nào đêm qua bà nhà bên kia lại tới đây tìm nữa bà ấy còn tới đây nữa cứ gọi cảnh sát tới gô cổ đi <laughs> ba mẹ ngủ ngon không? Dạ à. buổi sáng ba mẹ <laughs> hai đứa sáng sớm này hai đứa không nghe thấy tiếng gọi cửa nhà mình sao? Dạ Vậy không có à hôm nay à, bà biết có lời mời bên công ty luộc chưa hả chi hô còn nhớ ăn mặc đẹp tới đó nha đừng có nghĩ tới sẽ bỏ trốn đó Họ nói có một cậu luật sư giỏi cũng tới Nhớ để ý đó Ba Con còn phải đi lấy tin nữa mà Hay con muốn mẹ bắt nghỉ việc hả Có thời gian mời thêm em gái cung bên tới bà thế sao Ở đó nếu như làm phỏng vấn sẽ có cả luật sư cùng coi nữa mà Cũng nhân tiện ở quảng bá cuốn tự truyện Được chứ Như vậy đâu có được đâu ba Để con nói cùng bên hỏi mấy coi sao Cả anh cũng bị sao nữa chị Ơ. À, phỏng vấn luôn ở bữa tiệc sao ở Sao phải làm tới vậy chứ Có vẻ như ba làm hơi quá rồi <laughs> Có vẻ như ba mê viết tự truyện rồi Còn anh chỉ có mê thể dục thôi ở bên có ghét không ta ừ, Chỗ đó không có hợp với con bé đâu Con bé thuộc dạng người hơi cổ hủ À Em có hỏi rồi Con bé nói không có thời gian Em cũng đã giải thích đây là chuyện của ba để thuyết phục được con bé Nhưng mà đâu có được đâu <cười> <cười> Phim được chiếu thuyết minh tại hay org Em dạo này bận lắm đúng không? Hôm qua giờ chị biên sao vậy? Nếu em bận thì sao? Em lúc nào cũng bận rộn hết ha. Không phải chị ấy biết chuyện rồi chứ. Tháng này là tới lượt của bà mà. Bà có thể đổi số thứ tự cho tôi được không vậy? À, vì tôi dướng lễ cưới của cầm bên, nhà tôi cũng làm hết sức rồi đó chứ nhưng gia đình họ cũng giàu có nên phải chi thêm một chút ôi à, trời ơi nếu được vậy thì tốt quá rồi trời ơi thân với bà thật là may mắn quá à, rồi rồi cảm ơn bà nhiều nha ân tình này á tôi sẽ không có quên đâu cảm ơn nhiều ha ờ à, được rồi Thì à, thiệt tình xong được một chuyện gấp rồi đợt lần này chị góp cho mẹ bao nhiêu tiền vậy chị con thì lấy đâu ra tiền kiếm được bao nhiêu là nó đầu tư vô người hết rồi đầu tư gì chứ Hình như chị ấy mua đất đó mẹ Chị con cũng có mượn tiền của con đâu mà con cần nhận Nên biết tự lượng sức mình tới đâu mà làm Không là lớn chuyện luôn đó Còn nó nói kìa Con đã gọi cảm ơn anh rể chưa vậy Anh rể ơi Thầy có tiền nói chuyện không à, Anh nói chuyện được Em thay đổi quyết định rồi hả Dạ à, Em cảm ơn món quà của anh nha Anh không cần phải mua luôn quà cho em đâu <laughs> Qua wow, hối lộ để em viết tự truyện cho thật hay đó Anh không biết là em lại viết được văn hay vậy đâu Tự truyện gì anh? Ừ Ba của anh đã đọc cuốn tự truyện em viết Và rất là ấn tượng với cách viết của em <laughs> Cho nên là ba anh rất muốn nhà em viết giùm Em không có thời gian hả? À, anh rể à Chút em gọi lại cho anh sau nha Chị ấy là trung gian mà nói chuyện cắt xén tới vậy hả? Nè, gõ cửa giùm đi <laughs> việc viết tay tự truyện sao chị lại không nói với em sao mà em biết được chuyện đó em nói chuyện với anh rể rồi chị nói em không làm được hả à, thì em đang bận mà còn phải chuẩn bị cho cả buổi triển lãm của công ty nữa chừng nào mới viết được chứ không sao hết em làm được mà còn về buổi triển lãm khi nào viết tự truyện xong thì chuẩn bị cũng được nói bác ấy là em sẽ làm nhưng mà chị đã nói là em không nhận được rồi <laughs> sao chị dám ăn nói cái kiểu đó trong khi chị không nói với em tiếng nào hết thì chính miệng em đã nói là mình rất bận rồi mà hơn nữa là vì chị không thích Bác chủ tịch sẽ sớm trở thành ba chồng của chị Chuyện đó thì liên quan gì tới cuốn tự truyện chứ Em không biết thật sao Không biết Nói chung á Là chị đã thưa chuyện với bác ấy rồi Em làm như không biết đi Em nghe được rồi Làm sao mà làm như không nghe được Em sẽ nhận đó Đừng có nhận Em sẽ nhận Đã nói là đừng nhận rồi mà Em đã nói là giết nó rồi <laughs> em không có làm được đâu nghe chưa Dù có chết em cũng sẽ làm Thiệt <laughs> tịch không biết